Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ nấu món cà ri vịt. Ở đây là 1 kg 2 thịt vịt nè. Thịt vịt mình mua nguyên con mà mình không có lấy đầu giò cánh, mình chỉ lấy phần thịt thôi đó. Thì thịt vịt mình mua về á, mình rửa thật sạch với cái nước gừng muối. Rồi sau đó mình cắt cái miếng chừng này nè. Đó các bạn, cắt miếng to to nha. Cà ri thì mình dùng hai loại, cái loại thường và cái loại cà ri ông chè già nè. Cái cà ri này mình dùng nửa bịch nha, loại này nó rất là thơm, nửa củ hành tây nè, một ít hành tím và tỏi nữa nha, một cây sả, một củ khoai môn và một ít khoai lang nè. Thì cả hai loại khoai mình dùng á là 600 g đó. Có nghĩa là lượng khoai bằng phân nửa lượng thịt vịt nha. Một bịch nước dừa tươi. Thì cái bịch này á nó sẽ hơn nửa lít đó. Đây là dừa nạo, mình dùng là 250 g. Tất cả đây là những cái nguyên liệu chính. Còn cái gia vị thì lát mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp thịt vịt nha. Tỏi mình đã chừa là một ít nè, còn bao nhiêu hành tỏi đây thì mình sẽ đâm nhuyễn nó ra. Mình đâm hành tỏi cho nó nhuyễn ra, mình ướp thịt vịt đó, nó sẽ thơm hơn là so với mình băm đó. Hành tỏi đâm nhuyễn xong như vậy thì bây giờ mình sẽ cho vào thịt để mình ướp. Tiếp theo mình cho gia vị vào. Đây là hạt nêm, mình dùng 1 muỗng canh. Đường mình dùng 1,5 muỗng nha. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Mình cho vào đây thêm một ít sả đập dập nè. Đây là nửa bịch cà ri ông già già nè các bạn. Cà ri này nó rất là thơm nha, vì nó có rất là nhiều hương liệu nè. Rồi thêm một bịch cà ri loại thường nữa. Cái loại này thì mình mua ở tiệm tạp hóa nào cũng có hết á. Mình trộn đều nó lên. Và trộn đều xong thì bây giờ mình sẽ để cái phần thịt vịt ở đây, mình ướp khoảng nửa tiếng nha. Trong thời gian để ướp thịt á thì mình sẽ đi cắt khoai rồi hành nó ra. Khoai lang mình mua củ này nó cũng nhỏ thôi, cho nên mình cắt làm hai, nó khoảng chừng này nè. Khoai mà các bạn cắt nhỏ quá thì nó dễ cho bị gã ra đó, nên củ nhỏ này mình cắt làm đôi là vừa. Khoai môn mình cũng cắt ra cái miếng bằng bằng như khoai lang luôn vậy đó. Củ khoai mình cắt làm 8 miếng là vừa. Hành tây mình cắt múi cao rồi mình tách nó ra. Sả với lại tỏi thì mình cắt mình băm nhỏ nha.
Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đi xào thịt. Mình cho tỏi băm vào, mình phi trước nha. Ở đây mình dùng khoảng 2 muỗng canh dầu đó. Rồi mình phi cho tỏi nó vừa bay mùi thơm lên. Thì tiếp tục mình sẽ cho sả vào mình phi. Lúc này mình phi cho hai thứ nó vàng luôn. Khi tỏi và sả nó vàng thơm lên như vậy thì mình sẽ cho thịt vịt đã ướp vào mình xào nha. Lúc này mình để lửa nhỏ nhỏ thôi. Mình xào cho thịt vịt mình nó săn lại. Sau khi thịt vịt được xào xong thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa vào. Nước dừa được khoảng gần 700 ml đó các bạn. Mình cho vào cái thau ướp thịt hồi nãy nè. Để mình chán mình cho vào. Cái này mình dùng nước dừa tươi á, còn các bạn dùng cái nước dừa khô cũng được nữa. Rồi mình để như vậy mình ghim. Đó, mình ghim cho nước dừa nó ngấm vô nha. Nấu với nước dừa được một chút á, thì mình cho thêm muối vào. Đây là nửa muỗng muối, khoảng 2 muỗng cà phê đó. Mình cho nước dừa vào thịt mình nấu khoảng 30 phút rồi nè. Mình nấu với lửa nhỏ riu riu cho nước dừa nó ngấm vào thịt. Rồi tiếp tục mình cho khoai lang và khoai môn vào. Rồi lúc này thì mình cho thêm nước lọc vào mình nấu. Mình lần thêm khoảng 800 ml nước lọc nữa. Cộng với lượng nước dừa hồi nãy á, là 1,5 lít nha. Bây giờ mình để lửa riu riu mình nấu. Mình nấu thêm khoảng 20 phút nữa để cho khoai nó chín là được nha. Sau khi mình nấu cho khoai nó vừa chín tới đó thì bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần nước cốt dừa vào nha. Đây là 200 ml nước cốt dừa nè. Mình vắt từ 250 g dừa nạo ra đó các bạn. Nấu cà ri thì mình thích cho nước cốt dừa vào, nó béo nó thơm hơn. Còn các bạn không thích đó thì mình khỏi cho nước cốt dừa cũng được. Lúc này các bạn thử rồi mình nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình. Mình nêm thêm một muỗng cà phê đường vung nữa nè. Cà ri thì nó có cái vị hơi ngọt xíu nó mới ngon. Cho nước cốt dừa vào. Mình nấu cho nó sôi trở lại như vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm hành tây vào. Đó, mình tắt bếp luôn nha. Này mình nấu nước hơi nhiều. Vì mình vừa ăn bún vừa ăn bánh mì luôn á. Còn các bạn mà nấu để chấm bánh mì không á, thì các bạn giảm lượng nước lại giúp mình nha. Mùi rất là thơm. Muối ớt mình nặn thêm miếng tắc nè. Nó chua chua cay cay nó mới ngon. Mình gắp miếng thịt ra mình thử cho các bạn xem. Thì cái phần thịt của mình nè,
nó không có quá mềm cũng không quá cứng. Như vậy thì mình ăn là vừa, mình hâm đi hâm lại mình cũng không sợ nó bị gã nữa. À, thịt mềm thơm vừa ăn các bạn. Mình thích nấu hơi kiểu truyền thống một xíu, mình dùng thêm khoai và nước cốt dừa nữa để cho cái món kaki mình nó ngon và nó đủ chất hơn. Khoai môn rất là dẻo các bạn, ăn béo lắm luôn á. Đến đây thì món kaki mình đã nấu xong, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất. Giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cuối lời mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.